Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi Trần Minh Hùng lại. Trong video này tôi muốn chia sẻ đến các bạn một cái cổng bằng sắt mỹ thuật nhưng mà bằng cắt CNC của cái ngôi biệt thự ở tại thành phố Ninh Bình. Rất là nhiều anh em trước đây đã xem video của tôi rồi thì có những cái mẫu bằng sắt mỹ thuật đúng không ạ? Bằng uốn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng chia sẻ đến các bạn một cái mẫu cổng là dành cho ngôi biệt thự hoặc là nhà vườn. Đấy, thì bằng cắt sắt CNC chúng ta cùng vào xem. Ở trước mặt các bạn thì chính là cái ngôi biệt thự là trên một cái diện tích đất là trên 300 m². Và ở đây thì gia chủ đã lựa chọn một cái cổng sắt CNC và hình thức hoa văn là có chống đồng ở giữa. Đấy, cân đối hai bên. Và cổng này thì sẽ được sử dụng là hai cánh. Đấy. Đó. Thì chia sẻ với anh em thì ở đây ấy, gia chủ đã có một cái kiểu hoa văn này. Thì ngoài cái hoa văn chống đồng ra thì có một số hoa văn ở bên phía ngoài đây cũng được sử dụng bằng sắt CNC. Chiều dày thì tấm bản được cắt ra là chiều dày 1 phân. Đấy, nên là trông rất là chắc chắn. Màu sắc của cái cổng này thì được toàn bộ được sử dụng màu đen. Đấy. Thì với những cái phong cách mà sử dụng một màu như này ấy, thì hạn chế, tức là những hạn chế những cái hoa văn mà tức là ví dụ như trong cái trường hợp như này ấy, thì bạn nên sử dụng các loại bột màu. Bởi vì tránh trường hợp là tức là trên một cái tấm phẳng như này này thì bạn nên sử dụng bột màu. Còn nếu trong trường hợp mình có cái lặng lá như hôm trước tôi chia sẻ ấy, thì có thể là phân biệt ra những cái vị trí lá và điểm nhấn thì nó có thể hai màu. Và bên phía trên, bên cạnh đây là có một cái kiểu hoa cây trúc. Đấy. Tức là hoa văn cây trúc. Đấy. Và tấm bản này thì được bên trong, còn bên phía ngoài thì được bao viền, kích thước của nó là 2,5 hộp 5 các bạn nhé. Và phần phía trên thì cũng được là sử dụng hoa văn, các hoa văn cắt và được kết nối với nhau bởi những cái cái vị trí hàn. Và quan trọng nhất là cái vị trí hàn thì được sử dụng sau khi mà hàn xong thì được đánh bóng và mài kỹ ở khu vực hàn như này để tránh bị lộ. Đấy. Ok. Với những cái ngôi biệt thự hay là nhà vườn ấy thì nhiều bạn là chưa biết là hình thức nào thì cũng có thể tham khảo theo cái mẫu này để là đưa vào cái ngôi nhà của mình, mang lại cái vẻ đẹp sang trọng. Rất là nhiều anh em thì có thể là lựa chọn cho mình là một là có thể là sử dụng bằng nhôm đúc, hai là bằng inox. Thế thì cái câu chuyện ở đây thì mình sử dụng cái nào thì đương nhiên là nó cũng mỗi cái cổng có cái ưu điểm khác nhau. Cái ưu điểm của cái cổng sắt mỹ thuật ở đây thì là cái mang lại cho cái sự độc đáo. Đấy, tức là ý độc đáo tại sao lại vậy? Bởi vì là bạn cũng có thể là sử dụng cái hoa văn theo ý thích của mình để đưa cho bên chúng tôi thiết kế và gia công theo ý tưởng của chính của mỗi ngôi nhà khác nhau. Đấy. Ok. Rồi trên vừa rồi cũng chia sẻ các bạn là một cái công trình thực tế, cái cổng bằng sắt cắt CNC để các bạn tham khảo cho chính ngôi nhà của mình trong quá trình mà làm nhà năm 2022. Và đây cũng là một cái xu hướng các năm tiếp theo, năm tới đây. Trên vừa rồi cũng thông tin một cái thông tin như vậy để các bạn tham khảo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.